Hello, xin chào. Giờ là giới thiệu thêm một ít đồ phụ tùng nữa. Đây là cái remote Suzuki. Đây là Yamaha, bản Yamaha. Còn hơi mới á. Cái remote box, hai cái remote đứng, hai cái remote Honda, một cái remote Suzuki hàng mới, ba cái vô lăng chờ lực hết á. Cũ là mới gì không biết, mà cái này là cái bơm của cái đuôi của mấy con vô hay gì dây điện. Chân vịt là mới luôn, hầu như là chưa xài vậy. Này chân vịt inox Suzuki 3x16x15R, này máy cũng cỡ từ 250 cho lên. Bộ dây này không mua mới là mười mấy triệu á. Bộ dây này là của máy Yamaha 780. Đại khái hôm nay gom được bao nhiêu đó. Đây là ở nhà của mình, đây chỗ này là bãi đậu xe của nhà, xe tải đậu ngoài này nè. Đó. Còn xe lá xù đậu bên đó. Đây khá là nhiều đó. Giá thì đại khái cũng cỡ 30 triệu, 30 triệu là hết luôn, không chừa là cái gì hết. Vậy thôi nha, bye bye anh em, nhớ bấm đăng ký ủng hộ đó. Đây quên cái thằng cái này mấy cái nhông trong cái hộp số của mấy ngoài bị lỗi á, theo nó nói là đồ xài được không, không có hư.